Tâm điểm chiến sự Nga-Ukraine trưa chiều ngày 26 tháng 10 Hamas bắn nổ tung hệ thống phòng không hiện đại bậc nhất của Nga ở Zaporizhia Ukraine chiếu cảnh kinh hoàng khi tu diệt quân Nga trên con đường tử thần ở Kursk Thủ đô của Ukraine bị không kích trong 4 tiếng đồng hồ lệnh Sergei bác bỏ tuyên bố bi đát của ông Putin về Kursk, tiết lộ tổn thất kinh hoàng của Nga. Nga bác tin tỷ phú Elon Musk và ông Putin trao đổi bí mật. Triều Tiên tuyên bố quyền đưa quân tới Nga phù hợp luật pháp quốc tế. Tất cả sẽ có ngày sau đây. Kính thưa quý vị, một đoạn video mới công bố ghi lại khoảnh khắc hệ thống pháo phản lực cơ động cao Hamas của Ukraine phá hủy bệ phóng tên lửa Pug của Nga trong một cuộc tấn công dữ dội. Trong đoạn phim quay bằng máy bay không người lái được chia sẻ trên trang X chính thức của Defense of Ukraine, đoạn video cho thấy một loạt vụ nổ có chủ đích dường như nhằm phá hủy một trong những hệ thống phòng không đất đối không hàng đầu. Đoạn video cho thấy một loạt vụ nổ có chủ đích dường như nhằm phá hủy một trong những hệ thống phòng không đất đối không hàng đầu của Nga. Video có tựa đề Operational Command Mô tả cảnh tên lửa Hamas được phóng liên tiếp và đánh trúng mục tiêu một cách chính xác. Cuộc tấn công đánh trúng Pert phát nổ trong một trận mưa tia lửa sáng và đốt cháy khu vực với những cột khói lớn có thể nhìn thấy được. Cả Nga và Ukraine đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức về đoạn video nhưng chú thích bên cạnh video trên trang Ukraine Defense, chính thức trên X cho biết. Việc phá hủy hệ thống phòng không Buk M2 của Nga tất nhiên là điều tốt. Tuy nhiên, việc phá hủy một hệ thống Buk của Nga bằng màn pháo hoa ngoạn mục mới thực sự đáng kinh ngạc. Theo một bài đăng khác trên X của một tài khoản khác, hệ thống phòng không Buk M2 bị phá hủy nằm ở khu vực Zaporizhia. Hãng truyền thông Ukraine Milistani đưa tin rằng hệ thống phòng không PUS M3 và radar 9S-36 của Nga bị phá hủy đã được tìm thấy ở vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của khu vực Luhansk. Newsweek không thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm quay đoạn phim và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để xin bình luận vào thứ Sáu qua email. Ukraine nhận được Hamas như một phần của chương trình hỗ trợ quân sự quốc tế nhằm giúp bảo vệ đất nước trước cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga. Việc sử dụng Hamas một hệ thống tên lửa chính xác do Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng vào vũ khí tiên tiến của phương Tây trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga và giành lại lãnh thổ của Kiev. Hệ thống PERC nổi tiếng với việc bắn hạ máy bay và bảo vệ lực lượng Nga khỏi các cuộc tấn công trên không, là một trong những tài sản quý giá nhất của Putin và là mục tiêu có giá trị cao đối với Ukraine. Nó đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ của Nga, khiến cuộc tấn công này trở thành một trở ngại đáng kể đối với năng lực của Moscow trong khu vực tranh chấp. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine thành công trong việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không PERT của Nga như Newsweek đã đưa tin trước đó theo quân đội Hoa Kỳ, Puck có thể được lắp bánh xích hoặc bánh lốp và được thiết kế để bắn hạ máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và các mục tiêu khác của đối phương. Puck đã được nâng cấp nhiều lần và trở thành xương sống của lực lượng Nga kể từ khi họ bắt đầu sử dụng hệ thống này vào năm 2008. Theo nhà xuất khẩu quốc gia Nga, Rosoboronexport, Puck M2 có thể tấn công mục tiêu trên không ở khoảng cách từ 2 dặm đến 28 dặm. Cuộc tấn công trên không của Ukraine diễn ra sau các báo cáo gần đây cho thấy sự gia tăng các hoạt động phản công của Ukraine. Khi cuộc chiến tranh tiếp diễn, các cuộc tấn công như vậy có thể tăng tần suất, đặc biệt là với sự hỗ trợ về mặt tình báo và công nghệ được tăng cường từ NATO và các đồng minh phương Tây. Đối với Nga, việc mất đi các thiết bị tiên tiến như Perk là một thất bại tốn kém trong bối cảnh những thách thức đang diễn ra về mặt hậu cần và chiến trường. Ukraine chiếu cảnh kinh hoàng khi tiêu diệt quân Nga trên con đường tử thần ở Kursk. Quân đội Ukraine cho thấy một con đường với những xe bọc thép của Nga bị phá hủy trong các trận chiến và cuộc phục kích ở khu vực Kursk. Dịch vụ báo chí của Lữ đoàn Tấn công Đường không số 82 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố video. Trên tuyến đường cao tốc Snagos-Zelensky Xinza, dài 14 km, lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy hơn 30 đơn vị thiết bị của quân xâm lược trong những tuần gần đây. Phần lớn tuyến đường này bị phục kích và tấn công bằng máy bay không người lái trên đường đến các ngôi làng Zelensky, Zinza và Novoy và nơi quân đội Nga đã chiếm giữ hai tuần trước và do quân đội Ukraine nắm giữ. Lính dù cho biết, lữ đoàn bộ binh 155 khét tiếng đã phải chịu tổn thất lớn nhất về trang thiết bị. Video cho thấy 9 xe bọc thép chở quân, 3 xe tăng, 12 xe chiến đấu bộ binh và 5 xe bọc thép các loại bị phá hủy. Ngoài ra còn có các thiết bị khác phần còn lại không thể xác định được. Đường cao tốc này là một trong hai tuyến đường kết nối đến các ngôi làng nói trên hiện đang trong tình trạng giao tranh. Cả hai con đường đều nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của quân đội Ukraine và bị đe dọa bởi các nhóm phá hoại. Con đường này nằm giữa cánh đồng và không có chỗ ẩn nấp đáng kể nào để tránh máy bay do thám và máy bay không người lái tấn công. Melis Stanis, trước đó đã đưa tin rằng một nhóm quân thiết giáp của Nga đang tiến hành tấn công vào sườn trái của quân Ukraine đã bị đánh bại gần làng Lupimovka, vùng Kursk. Nhờ chiến dịch thành công, hai xe bọc thép ZSTS Akhmat, một xe chiến đấu bộ binh PMP-1 và một xe PMP-3 đã bị phá hủy hoàn toàn. Điều thú vị là nguồn gốc của đoạn phim này lại là các blogger quân sự người Nga, những người đã nhầm tưởng những chiếc xe bị phá hủy là xe của Ukraine và xác minh nhầm một trong những chiếc xe này là xe M2 Bradley. Hai ngày trước đó, lực lượng điều khiển máy bay không người lái tấn công từ lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 đã phá hủy một xe chiến đấu bộ binh PMD-2 và một xe bọc thép chở quân MTLP của địch gần thủ đô của Ukraine bị không kích trong 4 tiếng đồng hồ. Quân đội Nga đã phóng hai đợt máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25 tháng 10. Đây là lần thứ 15 Kiev bị nhắm mục tiêu trong tháng này. Lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev Serhiy Popko cho biết, hơn một chục máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở Kiev trong cuộc không kích kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ. Chính quyền Kiev chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương vong các mảnh vỡ máy bay không người lái đã gây ra một đám cháy, nhưng sau đó được dập tắt. Các phóng viên của Reuters cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vào sáng sớm thứ sáu. Theo thông báo của Không quân Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 36 trong số 63 máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm nhằm vào nhiều khu vực khác nhau của Ukraine. Hầu hết các máy bay không người lái bị bắn hạ ở Kiev và khu vực Odesa, trong khi 16 chiếc khác biến mất khỏi màn hình radar theo dõi quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Tư lệnh Sukai bác bỏ tuyên bố bị đát của ông Putin về Kursk, tiết lộ tổn thất kinh hoàng của Nga. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sukai cho rằng thông tin về việc quân đội Ukraine bị bao vây ở vùng Kursk là thông tin sai lệch từ Nga. Viết trên Telegram tối 25 tháng 10, ông Sky cho biết đây là thông tin sai lệch, trắng trợn, không phản ánh đúng tình hình thực tế. Quân đội Ukraine tiếp tục hoạt động tích cực theo hướng Kurs, tiêu diệt tiềm năng chiến đấu của đối phương trong tháng thứ ba liên tiếp, bất chấp áp lực khủng khiếp từ Nga ở hướng này. Họ đang phải chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị quân sự. Theo ông, kể từ khi Ukraine bắt đầu tấn công Kursk ngày 8 tháng 8, quân Nga trên mặt trận này tổn thất 17.819 người, trong đó chết 6.662 người, bị thương 10.446 người, bị bắt 711 người. Về vũ khí trang thiết bị quân sự, Ukraine đã tiêu diệt hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, pháo binh. Trước cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Brics, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng 2.000 binh sĩ Ukraine được cho là đang bị bao vây ở Kursk. Ông Putin tuyên bố rằng quân đội Nga sắp tiêu diệt quân phòng thủ Ukraine. Tổng thống Nga nói rằng một số đơn vị Ukraine đã bị cắt đứt khỏi khu vực Kursk của Nga. Ông cho rằng bản thân quân đội và các chỉ huy của họ có thể đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ông nói, cảm giác của chúng tôi là những người bị bao vây không hoàn toàn nhận thức được rằng họ đang bị bao vây. Tình báo Nga cho rằng quyền chỉ huy và kiểm soát ổn định của quân đội đã bị mất. Ông Putin nói thêm rằng lực lượng Ukraine đã cố gắng đột phá vào khu vực này nhưng vẫn chưa thành công. Ông cho biết, nhìn chung, quân đội Nga đang đạt được những tiến triển trên toàn bộ tiền tuyến dài, trong khi Kiev không đạt được bất kỳ tiến triển nào. Nga bác tin tỷ phú Elon Musk và ông Putin trao đổi bí mật Điện Kremlin lên tiếng sau khi truyền thông Mỹ nói về tin đồn tỷ phú Elon Musk có các cuộc trao đổi bí mật với Tổng thống Nga Vladimir Putin Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 25 tháng 10 bác bỏ thông tin của Wall Street dục này nói rằng ông Elon Musk đã bí mật liên lạc với ông Putin và các quan chức cấp cao khác của Nga. Theo ông Peskov, thông tin không đúng sự thật này rất có thể bị lan truyền do vai trò của tỷ phú trên trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 15 tháng 10. Ông Peskov nhấn mạnh tỷ phú người Mỹ và Tổng thống Nga từng có một cuộc điện đàm duy nhất trước khi cuộc xâm lược ở Ukraine lao thang thành chiến sự vào tháng 2 năm 2022. Ông phỏng đoán nhiều khả năng đó chỉ là thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử căng thẳng ở Mỹ. Cuộc đua đang ở giai đoạn cuối và các bên có thể làm mọi việc. Bài báo của Wall Street này được đăng tải hôm 24 tháng 10, viết về vai trò của ông Musk với tư cách là nhà thầu tư nhân cho quân đội Mỹ, lập trường của ông về cuộc xâm lược ở Ukraine và sự ủng hộ cho chiến dịch tái tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Báo Mỹ cho rằng các tuyên bố công khai của tỷ phú về việc giải quyết chiến sự giữa Moscow và Kiev mà ông đã đưa ra từ cuối năm 2022 phản ánh một số khía cạnh trong lập trường của Điện Kremlin. Bài báo chất dẫn lời các quan chức hiện tại và trước đây của Mỹ, châu Âu và Nga nói rằng các cuộc gọi giữa ông Musk và ông Putin là bí mật, được giữ kín trong chính phủ. Vài tuần trước đã có những thông tin về việc ông Trump cũng bí mật liên lạc với ông Putin. Tổng thống Nga đã bác bỏ thông tin ông và ông Trump vẫn giữ liên lạc sau khi cựu tổng thống Mỹ rời khỏi tòa bạch ốc năm 2021. Trong những tuần gần đây, tỷ phú Musk đã làm mọi cách để ủng hộ ông Trump, bao gồm ủng hộ hơn 100 triệu đô la Mỹ và xuất hiện tại các cuộc vận động tranh cử. Trước đó ông Trump cho biết sẽ bổ nhiệm ông Musk làm bộ trưởng cắt giảm ngân sách nếu ông thắng cử vào ngày 5 tháng 11 tới. Ông Musk trước đây thường ủng hộ các ứng cử viên dân chủ nhưng năm nay đã chuyển sang ủng hộ ông Trump. Triều Tiên tuyên bố quyền đưa quân Nga tới Nga phù hợp luật pháp quốc tế. Triều Tiên tuyên bố trong trường hợp nước này đưa quân tới Nga đây sẽ là hành động tuân thủ luật pháp quốc tế. Nếu thực sự xảy ra điều mà truyền thông quốc tế đang nói đến, tôi nghĩ đó sẽ là hành động tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế. Ông Kim Jong-gu, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, phụ trách các vấn đề về Nga, cho biết trong tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng tải hôm 25 tháng 10. Ông Kim nói thêm, rõ ràng sẽ có những thế lực muốn mô tả đó là hành động bất hợp pháp. Quan chức ngoại giao Triều Tiên không xác nhận việc nước này đưa quân đến Nga. Ông cho biết không can thiệp vào các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng. Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Triều Tiên sau khi xuất hiện thông tin cho rằng nước này đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn các thông tin tình báo cho biết, Nga có kế hoạch đưa binh lính Triều Tiên ra chiến trường bắt đầu từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10. Tình báo quân sự Ukraine hôm 24 tháng 10 nói rằng, khoảng 12.000 binh lính Triều Tiên bao gồm 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh đã có mặt ở Nga và hoạt động huấn luyện đang diễn ra tại 5 căn cứ quân sự. Mỹ cho biết nước này có bằng chứng cho thấy quân đội Triều Tiên đã xuất hiện ở Nga, trong khi các nhà lập pháp Hàn Quốc ước tính khoảng 3.000 quân nhân Triều Tiên đã được điều động và con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 21 tháng 10, một đại diện ngoại giao của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã phản bác thông tin Triều Tiên đưa quân đến hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Theo quan chức này, việc Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đưa quân hỗ trợ Nga là nhằm bôi nhỏ Triều Tiên và hạ thấp mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cáo buộc của truyền thông về sự tham gia của quân đội Triều Tiên vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine chỉ là một sự bịa đặt khác. Ông Peskov cũng khẳng định hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm vào các quốc gia khác. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rosita 1 hôm ngày 25 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga và Triều Tiên sẽ tự quyết định việc có áp dụng điều khoản hỗ trợ quân sự của Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện hay không và áp dụng như thế nào. Ông Putin khẳng định việc cung cấp hỗ trợ quân sự chung là vấn đề của riêng Nga và Triều Tiên. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btva.gmail.com một lần nữa đội ngũ htd news rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp